Rồi em chào anh em. Giờ này cũng 6 giờ tối rồi. 6 7 giờ tối, 6 giờ tối. Em lên với anh em mấy món phụ tùng Kim Thái, anh em cần alo mình nha. Cái này đồ em mới mua được của ông anh, ông đem qua cho. Bây giờ em vào chi tiết luôn. Đầu tiên em có một cây ghi đông Kim Thái. À quên nữa, quên báo với anh em là cái cặp niền này là riêng anh em, cặp niền là đồ của em bỏ vô. Cặp niền này bữa hổm em thu của khách, niền đẹp lắm. Hôm nay là em có được một bộ áo nè, bộ áo thì em quay với anh em sau buổi tối đi. À, một cặp đùm Kim Thái đời 96, cặp phuộc sau với cây cản, với dây điện sườn, với cây ghi đông là trên con xe 96 gã xuống. Xe này thì em thấy là đồ nó cũng khá đẹp á. Nè, thường thường á, ốc, mấy con ốc mà anh em để ý đi. Kim Thái là một nè, Kim Lùng Thái là hai nè. Là em không biết làm sao, em cũng có gã mấy xe mà xe cũng khá không à. Là con ốc sọ khỉ nè, ba con ốc sọ khỉ với ba lông đền là nó hay bị xét. Đó là em có gã thì em có thấy. Mà cái này còn đẹp nha anh em, gam còn vàng, còn đẹp. Đó, còn vàng ươm mà, thấy không? Sọ khỉ cũng đẹp luôn, có ốc chọt sọ khỉ canh đầy đủ nha anh em. Ghi đông sọ khỉ này sơn kim cũng đẹp lắm á. Em bán anh em ghi đông sọ khỉ này là 1 triệu nha anh em. Đó, anh em xài alo mình. Đây, ghi đông sọ khỉ này gam như là màu tồn vậy đó, chấm sơn nè. Thấy không anh em? Whip nha anh em. Ốc bắt ổ khóa luôn nè, thấy không? Ốc bắt ổ khóa hơi bị cọp nha anh em. Rồi ghi đông sọ khỉ Kim Thái này mình bán cho anh em giá 1 triệu. Thì nó không có bao tay nha anh em. Nó có anh sai báo vậy nha, không có bao tay nha, đẹp nha anh em. Rồi ok anh em. Tiếp theo nữa nha anh em. Tiếp theo nữa là em có một cặp đùm Kim Thái đời 96. Cặp đùm này anh em nào lấy á, em bán cho anh em cặp đùm này là đấy, mày nhìn cặp bát nó đi không nổi. Bát nè. Nhìn cặp bát là quýu luôn nha anh em. À, cặp đùm Kim Thái 96 này sơn ghim, không có dặm tốt. Em bán cho anh em cặp đùm Kim Thái này giá là 2,6 triệu. Kim Thái 96 sơn ghim không dặm tốt, vô xe mọc được anh em. Vệ sinh sạch sẽ rồi. Hai cái bát thắng quá trời đẹp. Hai cái bát này Kim Thái với quay trăm mử xài chung nhau thứ một nha anh em. Nước sơn ghim đẹp anh em, khá liền lạc anh em. Bạc Kim Thái lì lì khó chịu anh em. Còn chấm mực chấm sơn luôn anh em. Cái má là má 95, nói chung cái dạng nó giao thời 95-96 anh em. Đạn zin luôn nha anh em, đạn zin đóng chỉ zin luôn nha, đùm đùm 96 anh em, đùm 96 có đóng ráp luôn nha anh em. Đùm 96 có đóng ráp luôn nha. Sơn kim cũng khá là đẹp lắm anh em. Mấy bữa nay em long thể bất an anh em. Đầu cái thái nó cái bao khác nhỉ ta. Khác nhỉ, đồ mới. Đó. Không cái đầu cái thái. Sơn kim cũng khá là nét anh em. Cặp đùm này em bán anh em giá là 2,6 triệu ha, anh em xài alo mình ha. Em bao anh em không có lỏng lưng đạn nha anh em, đồ đẹp nha, chứ không phải ba đồ xích cấu anh em. À, đồ đẹp anh em chứ không phải ba cái đồ xích cấu anh em. Bạc hơi bị khó chịu quá. Má thắng má đùm trước nè, Kim Thái nè. Má thắng quá trời tới anh em. Vàng khè. Nước sơn ghim nha anh em. Mộc mạc theo năm tháng nha anh em. Đó, cặp này anh em vô xe tầm khoảng 70 là phải gu, 70 triệu là phải gu. Bật đạn trước sau zin theo xe. 96 nha anh em. Đắt 96. Tặng bua gì coi. Không lỗi anh em. Đó, có dấu bắt cầm nha anh em nha. Anh em về bắt cầm. Đây, bao anh em mình là sơn kim khá là đẹp nha. Đó, anh em chơi alo mình, cặp đùm này giá 2,6 triệu. Còn cặp niền này là niền Kim Thái đời 95. Thì bữa hổm á, mình cũng có quay một clip mình bán cặp niền này.
ban đầu á, mình tưởng là cặp niền này là hai do hai cái niền của hai đời xe khác nhau, nhưng mà mình hỏi lại cái này là người bạn của mình chỉ cho mình là cặp niền này đúng trên một con xe luôn, nhưng mà nó không có giống mã anh em. Cái thì cặp niền này em bán 3 triệu, cặp niền này đẹp thối tiền, niền theo xe em bao anh em, niền này rất là đẹp nha, niền này đẹp miễn bàn. Cái niền sau á là Siam Goshi 17 nhưng 1.4.4 1095S đó, này là cái niền sau. Còn cái niền trước của nó là niền Union. Cái này nó giống như mấy chiếc gì anh em biết không? Nó giống như mấy chiếc cúp á, nó giống như mấy chiếc cúp á, cúp 100 nội địa y chang luôn. Union 17 nhân 1.2.2 1095 đó. Mà em có bữa hổm là bạn của em á, lúc mà em quay clip rồi người ta có chỉ là có một dòng 95 là nó xài y chang vậy luôn. Em có thấy rồi. Ban đầu là em nó tưởng là khác xe không à. Em bao anh em là không có gom xi si miếng nào nha, em kiểm tra kỹ lắm rồi. Cặp này 3 triệu anh em. Bao anh em là đẹp á. Tiếp theo nữa là một cặp cuộc sau ghim. Tiếp theo nữa là một cặp cuộc sau ghim Thái. Cặp cuộc này anh em nào lấy em bán anh em giá 1,5 triệu nha. Bao anh em là nhún nhảy không xì không sượng nha anh em. Cặp này nước xi si cũng còn ác dữ lắm ác. Chân này chân keo. Ti rin nha anh em, không xì sượng nha. Anh em mua về chứ lên xe là xài thôi. Chân keo nha anh em, chân keo đẹp nha. Chân keo đời này là nó xài chung với quay 110 luôn nha anh em. Xi rin sáng đẹp. Cuộc sau rim Thái 95-96. Một cây bên đây là đẹp xuất sắc luôn nha anh em. Ti là một cặp zin theo xe. E4 nghe bốn đem coi coi trùng mã không, em nghĩ là trùng á. Ti zin theo xe hoàng ôm nha anh em. Có cái cây bên này nè, đâu rồi, có cái cây bên này nè là nó hơi gom gom xi si chỗ này xíu nè, nó hơi gom gom xi si chỗ này xíu anh em thấy không. Cái này mình quay vô mặt trong bình thường anh em, chứ cặp này mà nếu mà nó không bị lỗi cây bên này á, cặp này em bán từ giá là 2,5-3 triệu anh em. Nó lỗi nước xi si bên gì đó, nhưng mà cái đó không thành vấn đề đâu. Khi anh em lắp á thì anh em quay vô trong, khi anh em lắp thì anh em quay cái ống xi si dưới này vô trong đó là xong à, bên ngoài là vẫn đẹp như thường đúng không. Cặp này anh em lấy giá 1,5 triệu cho anh em. Phục sau rim Thái đời 96 bao đẹp. Ti rim theo xe không xì sượng nha anh em. Tiếp theo nữa em có cái dàn điện sườn rim Thái đẹp luôn. Dàn điện sườn này anh em nào lấy thì em bán anh em full điện sườn luôn, không có đứt nối không có lỗi luôn nha anh em. Full dàn điện sườn này anh em nào lấy em bán cho anh em giá là full dàn điện sườn này anh em lấy thì em bán cho anh em giá là 2,2 triệu đi. 2,2 triệu IC mobil chớp sạc gờ le đầy đủ. Đồ Kim Thái thì anh em biết rồi, đa phần ở đây em gã xe VIP em mua đồ VIP không à, chứ đồ mèo bèo đâu mua đâu. ABFL 504 CD Thái Lan, còn mực nhà máy luôn. Đồ VIP mới mua anh em ơi, mua đồ bèo bèo mệt lắm, đồ Kim Thái mua đồ VIP không. Tấp chân zin theo xe luôn. Đó. Không có lỗi lầm gì trơn á, nói chung là nguyên bản một mạc nguyên zin. Anh em mua về chỉ lên xe thôi, điện sườn Kim Thái zin theo xe. Bao đẹp nha, không đứt nối nha. Còn mã còn mọc A, B gì đây nè. Đó. Anh em chơi alo mình full dàn điện sườn Kim Thái IC mobil chớp sạc gờ le đầy đủ 2,2 triệu. Đây nè. Ôi ôi trời, cái bát treo cái cục IC với cục chớp. Mitsuba Thái Lan. Zin nha anh em, đúng Kim Thái này nha, GBG nha anh em. Phải ba cái đồ điểu nha anh em. Đó, gờ le đầy zin luôn nha anh em. Cầu chì zin luôn nha. Nói chung em bao anh em là không lỗi lầm. Cái điện sườn này giá 2,2 triệu cũng hiếm nha anh em. Điện sườn Kim Thái giờ hiếm á, đẹp là hiếm á. Cặp cuộc này 1,5 triệu nha anh em. Còn cây cản Kim Thái này VIP luôn nè, căng luôn nè.
cái cản này á anh em, do lâu năm á là cái phần mà cái cao su cản này nè, theo anh em ngoài Bắc hay gọi là cao su tay nắm đó, nó bị lão hóa cho nên là nó bị mục á, mình nói đại khái là như vậy đi. Thì ở đây em sẽ thay thế cho anh em bằng một cái cao su tay nắm của Rim Thái, zin chính hãng Honda Thái Lan, và một cái nẹp cao su tay nắm zin chính hãng Honda Thái Lan. Thì nếu như anh em muốn bắt vào thì mình sẽ bắt vào cho anh em luôn nha, tại mình cũng có ốc sẵn á, sợ đem về anh em không có ốc, anh em không có ốc zin để bắt á. Cái cản này anh em nào lấy thì mình bán cho anh em giá 2 triệu nha, bao anh em là xuất sắc. Cản zin heo xe mà đẹp cỡ này bây giờ rất là hiếm nha anh em, chứ không phải mà dễ kiếm một cái cản nè đó, chứ không phải dễ kiếm một cái cây cản mà Kim Thái mà nước si nó đẹp như thế này nè. Em đang quay là có đèn luôn đó, thấy không, nó dạ luôn đó, mà nước si nó đẹp như vậy nè anh em thấy không. Thời buổi này không phải kiếm một cây cản Kim Thái zin theo xe mà nước si nó không bị mờ mà nó còn đẹp như vậy nha anh em, rất khó nha. Cây cản này mình bán giá 2 triệu nha anh em. Rồi em xin phép tiếp theo nha anh em, tại có khách người ta gọi. Anh em thấy không, nước si còn ác lắm nha anh em, còn đẹp lắm nha. Em bán cây cản của Rim Thái này giá là 2 triệu, là đã bao gồm, nói chung là em sẽ bắt cái cao su tay nắm này với nẹp vô cho anh em luôn cho rồi, để mất công về lưu bu nè, nó có lỗ bắt ốc nè anh em thấy không. Ok nha, đẹp, bao đẹp. Rim theo xe, bao đẹp. Đó, ok. Thì em xin phổ biến giá lại là ghi đông, sọ khỉ là 1 triệu, cặp đầm là 2 triệu 6, cặp niền 95 nha, không có liên quan đến đùm, tại vì em ghép cho em bán chung video thôi. Đùm 2 triệu 6, cặp niền 95 thì giá 3 triệu, phuộc sau là 1 triệu rưỡi. À, cây cản với cao su đầy đủ, cao su nẹp đầy đủ là 2 triệu. Cái full vàng điện sườn này 2 triệu 2. À, còn bộ áo với bộ đèn thì có gì tối em báo với anh em, bộ áo bộ đèn nó tem hồng, thì bộ áo với bộ đèn đó em bán anh em giá 4 triệu á. Nếu anh em nào quan tâm thì hỏi thì mình sẽ gửi video ngắn riêng qua Zalo cho. Ok, chào anh em nha.